đầu tiên ta có là trọng hoàng, còn đây văn toàn đá trên cao, thêm tiến linh cầu thu che, nguyễn quang hải chơi tiền vệ siêu hay. Việt Nam ta có Đoàn Văn Hậu, chiều cao trên 1m85. Đây Đức Huy Hải Dương đó, Quế Ngọc Hải chơi hậu vệ tròn vai. Rồi Việt Nam ta lại còn anh Đức rất kinh nghiệm với nhiều năm chinh chiến, thêm Lâm Tây gác khung thành, ta có Nguyễn Tuấn Mạnh dự bị cùng Bùi Tiến Dũng. Đình trong đá dưới hậu vệ cùng Tiến Dũng Duy Mạnh, đây là Phan Văn Đức. Đôi chân đi bóng điêu luyện, ngôi sao sáng công thường, đây là Văn Quyết số 10. Hồng Duy chơi vị trí hậu vệ, ngoài ra ta còn có Xuân Hưng. Đây Đức Trinh cầu thu che, Lương Xuân Trường chân truyền của Việt Nam. Còn đây, đây chính là Huy Hùng, và đây Đỗ Hùng Dũng chơi hay. Xin chúc cho đội ta sẽ nâng cúp vàng đem về người Việt Nam. Xin chúc cho đội ta sẽ nâng cúp vàng đem về người Việt Nam. Xin chúc cho đội ta sẽ nâng cúp vàng đem về người Việt Nam.